một mẫu xe tiết kiệm, nhiên liệu bền bỉ và đến từ Nhật Bản đây. Thì hôm nay em giới thiệu cho bác một mẫu xe Vios. Đây là mẫu xe bản G nhé. Tại sao em nói là bản G? Bản G với bản Nimo nó khác nhau như thế nào? Bản G thì nó sẽ là có là la răng đúc theo xe này, rồi thì phanh ABS đằng trước đằng sau nhá, gọi là bốn bánh ấy, và gạt mưa ba lớp các bác ạ. Đấy là những cái chiếc mà những cái thứ mà để mình chúng ta gọi là phân biệt được là đâu là bản E, đâu là limo, đâu là bản G nhá. Bản G là một bản đủ, phiên bản đủ hết của nó thì chiếc này đang là 2004 số sàn nhá. Máy 1.5, xe màu vàng cát sạch sẽ đẹp đẽ và em đang chào bán là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng có thể bớt một chút này, rồi hỗ trợ hồ sơ cũng như vận chuyển các bác trên toàn quốc luôn. Đây là một mẫu xe mà gọn nhẹ này, hai đầu này, cũng như là xe này chạy rất là chất lượng luôn và khỏe, chạy bền bỉ lành lặn. Trước này thì em chạy ở tận Chiêm Hóa Tuyên Quang các bác nhé. Đấy, em đi lên lấy tận Chiêm Hóa Tuyên Quang, từ Chiêm Hóa Tuyên Quang về đến Hải Dương là gần 300 cây. Đấy, chạy băng băng luôn, gần như chạy một lèo luôn, băng băng chỉ nghỉ đổ xăng thôi, mới nghỉ uống nước thôi các bác nhé. Đấy, mình mệt chiếc xe không mệt được chưa? Một chiếc xe quá đẹp, sạch sẽ như thế này, la răng đúc bốn bánh nhá, phanh đĩa bốn bánh luôn. Đây này, la răng đúc bốn bánh như thế này. Đấy, và phanh đĩa bốn bánh nhá. Nguyên bản của nó là phanh đĩa bốn bánh không phải độ chế gì. Đây này. Đấy nhá. Nguyên bản của nó là phanh đĩa bốn bánh không độ chế gì nhá. Đấy, thì chiếc này nội thất còn khá đẹp. Đây em cho bác xem nội thất này. Nội thất đây, keo chỉ thì gần như là không mất phần nào, các bác yên tâm luôn nhá. Không mất phần keo chỉ là yên tâm luôn rồi nhá. Quá chất lượng, quá đẹp luôn. Đấy, táp ly lỉ vẫn nguyên này. Đấy. Kính chỉnh điện, các bác nhá, kính chỉnh điện. Và kính chỉnh điện nó còn gương. Gương chỉnh điện đây đây, các bác. Gương chỉnh điện, kính điện hết nhá. Được chưa? Đầy đủ hết, không thiếu gì luôn. Và vô lăng cũng khá đẹp, vô lăng còn nguyên zin này, nguyên zin theo xe này. Đấy, có màn hình, các này. Có màn hình nhá, và nội thất táp lô táp ly đẹp này các bác này, sạch sẽ ngon lành luôn. Đây ạ, nhá. Một chiếc xe nó khá là ok. Đấy, 2004 nhá, bản G, bản G. Đây, táp lô táp ly này, đẹp sạch như thế này. Các bác mua về sẵn đi nhá, không phải làm gì đâu ạ. 2004 đang bán 145 triệu. Sơn nó còn khá đẹp. Sơn màu vàng cát nhá. Và chiếc này chạy quá máu luôn, quá chất lượng luôn. Em nói thật là đóng trên cao tốc cứ tầm 100-120 đơn giản và êm du chắc lịch luôn. Đây, ghế đẹp, sàn lót sàn đẹp sạch sẽ. Và lỉ đây, lỉ của cánh vẫn nguyên zin này các bác này. Keo chỉ nguyên hết. La răng đúc này. Đấy, có nhá. La răng đúc, đèn cũng vẫn rất đẹp. Đấy, đèn rất đẹp này, được bọc mạ chrome rất là trông rất là lịch sự luôn. Thôi nhá. Con này có cam lùi rồi đấy nha các bác này. Đấy, có màn hình có cam lùi rồi. Đây đèn đây. Đây là một cái chiếc la răng này là răng sắt của lốp dự phòng nhá. Vì con này hôm nay em đi thì nghiến vào đinh cho nên là em nó thay một cái lốp dự phòng vấn đề để đi tạm. Mai em sẽ lắp cái lốp kia vào sau. Được chưa? 2004. Keo chỉ nguyên zin và táp ly lỉ vẫn nguyên zin này. Các bác này, đẹp sạch sẽ luôn. Đấy, 145 triệu đồng nhá. Giá còn bớt còn thương lượng được. Các bác là đang có nhu cầu mua xe, alo cho em Hùng trực tiếp. Em Hùng đang bán xe tại thành phố Hải Dương. Số điện thoại 0896108883. Được chưa? Con này đăng kiểm của đến tháng 1 2023, còn rất dài. Đấy, sơn xi nhôm thất đẹp, đèn mắt đèn sáng, đèn bi salon, đèn led nhá các bác nhá, đèn gầm đầy đủ này, sáng quắc luôn, biển 22 Tuyên Quang, mua chính chủ luôn nhá. Và bây giờ em sẽ lổ máy cho bác xem về chất lượng cái máy này. Máy nó khá êm và chiếc này máy 1.5 chạy cực lướt luôn các bác nhá, chạy cực lướt luôn ạ. Đấy, máy vai ớt thì nó quá lành rồi các bác ạ. Có nhà máy vào ớt thì quá lành rồi, các bác yên tâm không phải nghĩ ơi. Với cái dòng này thì bao cho bác là chạy tầm 500 km luôn. Đây các bác này, được chưa? Dòng rất đẹp nhá, máy 4 máy này, máy 1.5 VVTi. Đấy, đây các bác nhìn này, cụ làm sóc này, cụ làm sóc này còn đẹp. Cabo còn nguyên zin này. Các bác nhá, cabo không đâm đụng gì nhá, keo chỉ nguyên zin hết này. Cho nên các bác yên tâm, một chiếc xe chỉ nó hơn 100 triệu một tí thôi, chúng ta mua về đi lại thì quá chất rồi. Máy móc ngon, gầm bệ chắc chắn, được chưa? Đấy. Vâng ạ, thưa các bác nhé, thì đây là một chiếc xe Vios mà đời 2004 bản G, em đang bán 145 triệu. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này alo cho em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.